để mình mở hũ cho mọi người cùng xem nhá. Mở nắp rồi đổ ra đĩa xem bên trong có gì nào. Những hạt màu đen này chính là nhung hươu. Nhung hươu này được thu hoạch từ đàn hươu được nuôi tại trang trại của tụi mình. Một con hươu đực một năm chỉ cho một cặp sừng thôi nên rất là quý hiếm. Còn mấy sợi màu nâu này chính là tổ yến. Sau khi trưng cùng đường phèn thì nó ngậm đường và ngả màu nâu như thế này. Vì nông trại của tụi mình ở Khánh Hòa nên có sẵn nguồn tổ yến chất lượng cao. Hàm lượng tổ yến là 2 gram gấp đôi các sản phẩm thông thường. Được sản xuất trên dây chuyền đạt chuẩn quốc tế có thể xuất khẩu tới mọi thị trường đặc biệt rất tốt cho xương khớp của người lớn tuổi hỗ trợ điều trị viêm khớp thoái hóa khớp đây chính là món quà vô cùng ý nghĩa để gửi tặng cho ông bà bố mẹ click vào giỏ hàng để xem thông tin chi tiết về sản phẩm và đặt mua ngay nhé